4, 6, 7. Khá phết đây này. Đấy, con vàng. Cái sắt này nó có yếu quá. Sắt này là vừa. Đấy nha bạn. Bách với Phú đã chế gần xong cái móc cua rồi. Phú đưa hai cái móc cho anh em xem tí. Đấy. Hai cái móc cua này. Đấy, đầu nó hơi bẹt bẹt một tí, cọc cọc vào tí. Đấy, sau một thời gian Bách với Phú đã làm xong đôi móc này, anh em nhìn đấy. Đấy, móc anh làm khác móc của Phú à, nhìn chán. Rồi. Có ma mũi chưa? Ờ vậy. Sao lại xùi bọt trắng thế nhỉ? Bọt trắng. Kéo phải để ý rắn rết đó nha. Bách có con gì má cái. Có mà. À, móc hẳn đấy. Tay ấy đút móc vào. Rồi chơi đi chơi đi nào. Ôi giời. Ôi giời. Ôi cua. Cua gì mà kinh như này nhỉ. Ôi ơi ơi. Ôi quái nhỉ. Chờ đã từ từ đã. Đây lại cho anh em xem đi. Dù nuôi to quá, dù to quá. Cua to nhỉ. Ôi anh em thấy con cua này đỏ to không này. Con này sông lên à, quá cua biển như này. Thật đó, thì ngắn nhỉ. Bướng. À bướng. Ôi kìa. Xem con nào đó. Có con này con cua đực đúng không? Thế chắc chắn phải có cua cái. Hả? À. Sâu vết nhỉ. Rồi thôi. À, trên này. Bé. Bé có lỗ rồi. Đâu? Chín dưới móc mạnh rồi chứ là móc đưa móc vào. Sâu à? Nghe kêu kinh. Anh em ạ, ngày xưa là cứ như này là thò ra thụt vào đấy. Cứ đút móc vào nào. Móc dọc miệng lỗ rồi đút móc vào thì không bắt được. Không? Lại cua cua. Ui. Đưa móc ảnh vào, đưa sâu móc vào. Ui giời. Ui giời. Con này vàng thế nhỉ. Ở đây giống cái kiểu cua này đấy anh em ạ. Cua này vàng thế nhỉ. Gãy càng gãy chân à. Ui giời, gãy mất chân à. To phết đấy nhỉ. Được. Cua được cua cái lại được à. Ờ rồi rồi chứ được đi. Ôi rồi thế nào hả, đâu móc mạnh không. Ôi gì sẵn cái áo lên. Nếu mà không ấy thì móc nó rộng miệng nổ rồi hút móc vào thôi. Đâu? Chỉ cần chú móc thẳng lỗ thôi, chú hút móc vào là được. Lẹ
lại cái món nó xem. Chứng tỏ kinh nghiệm bắt cua là chưa có mấy luôn. Nó cao thế chắc cũng cua. Mà gì? Mà nó cua đấy. Qua. Rồi không có đi tiếp. Cái lỗ à? Móc mạnh nó ra rộng, cứ rộng miệng lỗ ra khéo có, không cẩn thận có cả cá chê đấy. Lựa lựa cái móc vào, không thì được con cua lát ra. Cái con này chắc to lắm ấy. Đấy. Đấy à? Kéo, nếu mà có kéo thì nhẹ thôi. Đâu? Nó gấp cả càng. Ôi xê. Ôi à. Ôi anh em gì này? Rửa sạch cho anh em xem. Rửa sạch. Ôi giời. Ui giời, anh em gì này? Ô, to phết đấy nhỉ. To mà. Cua kiểu cua đỏ. Ô, hay nhỉ. Được. Này cũng con đực. Cũng con đực à? Ừ nhỉ. Yếm ngọn này con đực này. Ừ. Ôi giời. Đầu cua to này, ba con nó đầy giỏ đầy rồi. Đấy, hôm nay là may mắn đấy nhỉ. Phú này thì có duyên đến bách. Bách đâu rồi, con gì không? Ồ. Đấy, đừng có Phú không nhanh lên cho bách quay cho nhanh xem con nào. Có không, có bách không? Ôi, ngay cửa luôn à. Đâu đó, từ, để cho anh em xem thôi. Ai dạ, từ đá để tôi dí sắt ngay vào. Ngay cửa luôn à. Ôi, khéo. Đâu, ai dạ, ôi giời. Ôi giời. Rửa sạch. Anh em xem. Vàng của đỏ anh em. Con cua này kiểu gì? Con cái con đực. Tôi trông như kiểu con đực. Cái. Không, con này. Con cái nó cái mai, cái yếm của nó là trùng cá đấy. Như trước đây bắt nó trùng cá đấy. Cái này là cua đấy, con đực. Con xuyên thôi, con xuyên thôi. Rồi, ok. Con vàng với đỏ nhỉ. Tí nữa lên sẽ gọi là đổ ra cho anh em xem nhá. Rồi, đi tiếp đi, tôi lên bờ tôi quay xuống. Giờ bắt được con cua to. Quá. Ui giời, con bé tí thế này. Quá. Lạc dòng ở đâu vào ấy. Con này nó chưa lớn. Chưa lớn à? Ừ. Con của mấy con vừa nãy đây. Cua đá. Ờ, cua đá. Rồi. Thả vào đúng. Thôi đủ bữa chưa? Không ấy về đi. Về đi, lên về đi. Rồi lên cái đường này đổ ra xô hàng cho anh em xem chút nào. Đây, ra cái chỗ này nó trống trống này. Đâu, Phú này đây. Xem đủ chia chưa? Đủ chia chưa? Tôi nhìn thấy ba con này. Chữ hết cỏ ấy. Chữ hết cỏ. Đừng cho vào mũ. Không chạy được. Cứ đổ nó, bách cầm ấy nhá. Nhẹ thôi, gãy hết càng của to. Ấy à, đấy, anh em nhìn này. Đấy. Nôi ra. Cả đấy một cắp được thôi. Mất tay luôn. Có giá trị phết đấy đúng không? Sứt cả tay kìa. Chảy máu này. Cắp nhau chưa anh? Cắp nhau chứ. Nên phú xem nó trông như kiểu là cua Australia đấy. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Ai ui. Là cắp đấy. Khéo đây này, con này nó bò này. Ai ui. Đấy. 2 4 6 7. Khá phết đây này. Đấy, còn vàng nữa. Ôi, hôm nay chục con còn gì? Con. 11 con. 11 con à? Cả con bé 11 con. Đếm thế nào? 1 Rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ôi giời. Cái con cua to thì không bị cắn. Ok rồi. Ok. Ấm chưa? À, anh em xem ạ. Rồi anh em xem nhá. Đấy. Đấy. Thôi được rồi. Chào anh em ấy.
Chào anh em nha. Rồi, hẹn anh em những video hấp dẫn khác nhé. Cảm ơn anh em đã xem video chúng tôi. Mong anh em share, like cho anh em chúng tôi có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn nhiều nhé.